Cửa lưới chống muỗi Easy Home lựa chọn hàng đầu cho ngôi nhà Việt. Cửa lưới chống muỗi được thiết kế cho cửa đi, cửa sổ, bông gió và nhiều loại cửa khác. Cửa chống muỗi Easy Home bảo vệ giúp gia đình bạn có một giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc mệt mỏi. Màn lưới và khung nhôm nguyên chất được gia công tỉ mỉ, chắc chắn, ngăn chặn 99% muỗi, kiến bạc hoàng và nhiều loại côn trùng độc hại khác. Bên cạnh đó, Easy Home còn kinh doanh lưới an toàn cho nhà ở chung cư, giúp an toàn hơn khi có trẻ nhỏ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hộ gia đình. Hãy để Easy Home bảo vệ sức khỏe gia đình bạn. Mọi thông tin xin liên hệ hotline 094 667 6600. Truy cập website easyhome.vn. Vingroup chuyển giao dự án sản xuất thiết bị viễn thông 5G sang Viettel. Vingroup đã chuyển giao miễn phí cho Viettel toàn bộ dự án sản xuất thiết bị viễn thông 5G, gồm trang thiết bị nghiên cứu, kết quả nghiên cứu thiết bị và đội ngũ nhân sự. Lễ chuyển giao dự án nghiên cứu phát triển trạm gốc 5G gNodeB từ công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất VinSmart thuộc tập đoàn Vingroup cho Tổng công ty công nghệ cao Viettel (VTH) thuộc tập đoàn Viettel đã được hai bên tiến hành. Theo thỏa thuận của lãnh đạo hai tập đoàn vào ngày 19 tháng 3 2021, Vingroup chuyển giao miễn phí cho Viettel toàn bộ dự án gồm trang thiết bị nghiên cứu đã đầu tư, hệ thống tri thức cùng các kết quả nghiên cứu đã đạt được và đội ngũ nhân sự trực thuộc. Ông Nguyễn Vũ Hà, Tổng Giám đốc Tổng Công ty VHT đánh giá việc chuyển giao dự án phát triển hệ thống trạm gốc di động 5G gNodeB từ Vingroup về Viettel sẽ giúp phát huy thế mạnh của từng bên. Viettel tập trung vào phát triển mạng lõi viễn thông và trạm eNodeB, còn Vingroup thì tập trung nghiên cứu phát triển thiết bị đầu cuối 5G. Trước đó thì vào tháng 10 2020, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel và Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất VinSmart thuộc tập đoàn Vingroup đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển hệ thống trạm gốc di động 5G gNodeB. Tháng 11 2020, Viettel đã chính thức kinh doanh thử nghiệm thương mại 5G. Sự chuyển giao nghiên cứu từ tập đoàn Vingroup cho Viettel là bước đi chiến lược của cả hai tập đoàn, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển. Thái Khang, ICT News, Cafe F Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.